Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điện Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xi Mập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Cái vị trí em Điền đang đứng đây thì cách cái tỉnh lộ 329 cũng tương đối là gần ha, khoảng một cây số ha, khoảng một cây số mình đi hướng này. Hôm nay em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị nguyên một lóc lô phân lô của gia chủ mình ha. Dường như là đang là F0 luôn anh chị ha. Thì hiện tại gia chủ mình đang là phân ra là 8 lô, nhưng mà gia chủ mình bán trước 4 lô nha, 4 lô liền kề luôn đó. Thì mỗi lô là diện tích khoảng 1.000 m² đó, thì bán 4.000 m², 4 sổ riêng đó. Thì trước khi em Điền giới thiệu quay review chi tiết bất động sản này thì em Điền giới thiệu sơ qua cái vị trí em Điền đang đứng nha. Thì hướng trước mặt này nè, thì em Điền đi ra một chút xíu thôi là gặp ngay cái đường trục chính mà từ 329 đi vô nha. Đó thì ra đây là gặp rồi, khoảng 100 m chưa tới ha, là gặp đường đó. Mình ra tới trái mình đi ra khoảng 900 m là mình sẽ đụng tới cái tỉnh lộ 329, cũng như là đụng ngay cái vòng xoay 991 các chị. Đường đó thì đường 991 đó thì đường quy hoạch đó đã làm sắp xong rồi, thì chắc khoảng tới cuối năm nay là đưa vào hoạt động rồi chị ha. Thì 991 đó sẽ nối dài từ Bình Châu nha, tới Bình Châu luôn, và nối qua tới xã Hòa Bình ngay chỗ mà đường ngãi giao Hòa Bình nối dài luôn anh chị đó. Thì tương lai cô chú chị mà đi di chuyển từ Sài Gòn di chuyển về đây cũng rất là gần anh chị ha. Đó. Thì đây đó rồi đó, và cái hướng đó nói chung là đi ra đó thì cũng như đi được trung tâm huyện, thì trong Phúc Bủ cũng như là đi biển Hồ Tràm. Thì chỗ này đi biển Hồ Tràm thì khoảng hơn 20 cây chút xíu đó, cũng không có gần lắm anh chị ha. Đó. Và hướng ngược lại thì mình vào khu dân cư. Hiện tại thì đường thì thông đó, nhưng mà ô tô thì không đi thông được ha, đi xa mãi kia mới thông ha. Đó. Thì nói chung là ô tô là đường cục mà xe máy là đường thông anh chị ha. Đây. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay review chi tiết bất động sản mình ha. Trước khi quay thì em Điền giới thiệu sơ cái thông tin cơ bản bất động sản mình. Thì bất động sản mình đang có diện tích là ngang 11 ha. Như cái lô này đi là sâu hơn 100 m đó, là ngang 11 sâu khoảng hơn 100. Nói chung là 4 lô thì dao động mặt tiền dao động từ 10 đến 11 m tùy lô ha. Nói chung là làm sao cho đủ cái diện tích là 1.000 m² đó. Sâu thẳng vào đây ha. Nói chung là đất mình thì đang là thuộc diện là đất vuông vức, đất xào, nhưng mà vuông vức hết và đang có là phủ hồng toàn bộ lên chị ha. Nằm khu dân cư, điện đài đầy đủ rồi ha. Đó. Trên bất động sản mình thì đang có là full nhãn luôn anh chị nha. Lô nào cũng là 1.000 m² nhưng full nhãn hết. Nhãn thì đang kỳ thu hoạch anh chị nè. Có thể thấy nè, đơm bông kết trái rất là nhiều ha. Nói chung là nhãn này là nhãn Thái anh chị nha. Đó. Nguyên một vườn nhãn luôn, đó rất là đẹp. Đó. Thì mình gia chủ mình đang bán 4 lô ha. Từ lô này lô thứ nhất nè. Đó, ranh móc này cô chú chị có thể thấy nè, đã xịt sơn, đã đo rồi ha. Thì cũng sắp ra sổ rồi anh chị. Đó. Đó cái cọc này ha. Sâu vào trong vuông vức qua bên này. Đó. Là lô thứ nhất ha. Và lô thứ hai là từ đây đi qua tiếp. Đó. Lô thứ hai, lô thứ ba, lô thứ tư. Đó. Ngay chiếc xe điện đang đậu luôn là lô thứ tư. Từ đó đổ lại là 4 lô ha. Đó. Thì giá thì em đi cũng xin được báo giá luôn ha, tổng lô nào cũng như nhau ha. Thì đang bán là 800 triệu mỗi lô nha, sổ riêng. Đó, mình có thể thương lượng thêm anh chị ha. Giá này có thương lượng. Đó. Đường nhựa, khu dân cư, ô tô né nhau anh chị ha. Tất cả 4 lô đất mình đều là có hướng đông nam hết anh chị ha. Đường hướng đón gió rất là mát. Đó. Đó. Ở đây cây cối nhiều, rất là mát luôn anh chị. Đó. Nói chung là cái khu vực này, cái khúc này thì dân cư thì hơi thưa, nhưng mà mình di chuyển ra tỉnh lộ 329 á, thì dân cư tập trung đông ở đó ha. Ra ngoài đó thì dường như là có chợ tạp hóa, nói chung là chợ ngoài đó thì chợ tự phát thôi, tạp hóa này kia đó. Nói chung là ngoài kia là đầy đủ ha, tiện ở tiện nghi đầy đủ. Và di chuyển ra trường các cấp thì cũng gần anh chị, khoảng 1.5 cây 2 cây ha, khoảng đó. Thì đi ra tỉnh lộ 329 mình rẽ phải nè, mình đi ra đó là ngay trường học các cấp rồi. Ở Sài Gòn thì di chuyển về đây mất khoảng 2 tiếng đồng hồ anh chị ha. Cũng tương đối là gần, đi 991 cũng gần nữa anh chị. Rồi em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Thì cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản, và thậm chí nữa mình gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha.
Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.